Muốn thử nghiệm phản ứng tráng bạc lên kính bằng nguyên liệu đầu là glue, giả sử lớp bạc trên có diện tích là 100 cm vuông, độ dày là 0,5 picomet. Ôi trời ơi. Biết rằng khối lượng kim của bạc, thế là lại phải đổi về đơn vị là cm rồi. 100 cm vuông ngon nhưng 0,5 picomet. 0,5 picomet thì bằng bao nhiêu mét ạ? À? Thì bằng 0,5 nhân 10 mũ trừ 12 mét. Và bằng 0,5 nhân 10 mũ trừ 10 cm. Khối lượng riêng của AG là tương đây. Diện tích, vậy mình sẽ tìm được V của AG sẽ bằng là 0,5 nhân 10 mũ trừ 10 nhân 100 thì bằng 0,5 nhân 10 mũ trừ 8 cm khối. Và đến đây mình tìm được số mol của AG sẽ bằng là 0,5 nhân 10 mũ trừ 8 nhân với đây 10,49 rồi chia cho 108 bằng 0,5 nhân 10 mũ trừ 8 nhân 10,49 chia 108 bằng, ui không biến được số mol được, 4,85 nhân 10 mũ trừ 10. 1 glu ra 2 AG, hiệu suất là 100%, thấy ngon rồi. 4,85 nhân 10 mũ trừ 10 suy ngược lại nhân 1 chia 2, được chưa? Chia 2 ra số mol glu nhân 180. Ok chưa? Kết quả. Đây bài hỏi gì? Biết rằng khối lượng riêng của AG, khối lượng mol tính lượng glu. Đây nhân 180 lượng glu là 4,37 nhân 10 mũ trừ 8 gam rồi, nhỏ quá. Bấm lại máy tính xem có chuẩn không. Mình bấm máy tính để mình bấm nhanh luôn nhé. 100 cm vuông. 100 này. Nhân với này, độ dày là 0,5 picomet. 0,5 nhân 10 mũ trừ 12 này. À, 0,5 nhân 10 mũ trừ 10 chứ. 12 mét thôi, 10 mũ trừ 10 cm. Được chưa? Ok chưa? Ra V của AG nhá. Đấy. V của AG thì bây giờ ra được số mol AG này là nhân với 10,49. Đúng chưa? Rồi chia cho 108 chia 2 nhân 180. Đúng rồi. À cái này nó tròn hơn thôi. Đó. Sao chỗ này có thể nó lại khác nhỉ? Đây là vẫn là 4,85 nhân 10 trừ 10 này. Chia 108 là ra 4,85 nhân 10 trừ 10 này. Chia 2 này. Đúng rồi, nhân 1 chia 2 này. Rồi nhân thế chỗ này nó ra cái khác à? Thế là chắc là thầy làm tròn rồi, chắc là cái này tính nhanh hơn rồi. Chắc là cái này là để cái số kia đúng không? 4,37 nhân 10 trừ 8. Dạ. Yeah. Rồi. Ok nhá, 4,37 nhân 10 trừ 8 ra. Xong.